chào mừng quý vị đến với số mới của Nhà đẹp Mắt Hôm. Trong số Nhà đẹp lần này, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Hùng tại Hòa Bình, một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. Sợ bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng. Sơn Bắc Bộ bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Mắc Hùng, chọn Sơn Mắc Hùng. Các mẫu nhà mới vẫn đang được chúng tôi cập nhật liên tục trên những fanpage của công ty như Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắc Hôm, Mắc Hôm Đồng Nai, Mắc Hôm Gia Trang, Mắc Hôm Miền Tây, v.v. Để có thể chiêm ngưỡng những công trình này qua các hình ảnh phối cảnh 3D đẹp mắt thì quý vị còn có thể truy cập vào trang TikTok Nhà đẹp Mắc Hôm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế, xây dựng, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã bàn giao hàng ngàn ngôi nhà trên phạm vi cả nước nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Đây là ngôi nhà của gia đình anh Hùng tại Hòa Bình, một công trình mái Nhật 2 tầng mang phong cách kiến trúc hiện đại. Ngôi nhà này sử dụng hai gam màu chính là màu trắng và màu xám. Nếu như quý vị đã quá quen thuộc với những ngôi nhà mái ngói màu xanh thường thấy, thì hy vọng mỗi nhà này sẽ thổi một làn gió mới, mang đến một gợi ý hay cho những ai đang có ý định xây nhà đón Tết. Trong quy tắc thiết kế thì chúng ta không nên sử dụng quá 3 màu và tránh sử dụng những màu nóng lạnh cùng nhau bởi vì nó rất là dễ rối mắt và cũng không hợp với thời đại. Sảnh chính của ngôi nhà có hai chiếc cột vuông nâng đỡ hè mái bên trên. Để tránh sự đơn điệu và tạo nên sự đồng nhất trong ngoại thất thì phần rãnh cột được chúng tôi sơn màu xám. Bồn hoa ở tầng 1 và tầng 2 được ốp đá rối, đây cũng là chi tiết tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Trên tầng 2 thì chúng ta thấy hệ thống chỉ âm đã góp phần tôn lên nét đẹp hiện đại cho ngôi nhà và để giúp công trình trở nên thơ mộng, bớt đi sự thô ráp, chúng tôi đã thiết kế một hệ lam để trồng hoa các loại dây leo. Giữa một công trình sử dụng gam màu lạnh và trung tính thế này thì sự xuất hiện của những bông hoa rực rỡ sắc màu chắc chắn sẽ giúp ngôi nhà trở nên nổi bật, đồng thời góp phần điều hòa không khí. Ngoài trừ cửa chính sử dụng chất liệu gỗ lim Nam Phi thì toàn bộ cửa đi và cửa sổ của ngôi nhà sử dụng nhâm hệ sinh pha kết hợp với kính. Ở đây chúng tôi đã sử dụng gam màu xám ghi, gam màu thời thượng nhất trong hệ thống các màu của nhâm hệ sinh pha. Bên cạnh cửa sổ thì chúng tôi còn thiết kế thêm vách kính cố định để mang đến ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà và giảm bớt sự đơn điệu của các diện tường. Chúng tôi còn bố trí một hệ thống đèn ở cột các diện tường và đèn LED ở chân tường. Khi hệ thống đèn cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà được bật lên, ngôi nhà chắc chắn sẽ trở nên vô cùng lung linh. Ngôi nhà này nằm ở hướng Tây Nam với kích thước mặt tiền là 9,27m, chiều sâu là 15,5m, diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 192m2. Tầng 1 chúng tôi đã bố trí một phòng khách có diện tích là 30m2, một diện tích khá là rộng rãi. Tiến vào bên trong là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn có diện tích 14,9m2. Phòng khách và phòng bếp thì được ngăn cách với nhau nhờ hệ vách TV. Nhiều khách hàng không thích thiết kế phòng khách liền kề với phòng bếp bởi cho rằng bếp là nơi nấu nướng dễ bị ám mùi. Tuy nhiên ngày nay, với thiết kế thông minh thì với sự góp mặt của hệ thống tủ bếp, căn bếp đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn. Những dụng cụ nấu nướng như là bếp điện từ, bếp hồng ngoại không làm nồi neo bị bẩn như chúng ta hay nấu củi và máy hút mùi sẽ đảm bảo cho căn bếp lúc nào cũng thông thoáng. Thế nên, trong thiết kế nhà ở ngày nay thì người ta không xây những bức tường bê tông bích kính để che đi căn bếp nữa, mà chỉ cần hệ vách ngăn, tủ kệ, lam gỗ là đủ, vừa mang tính thẩm mỹ vừa có thể khéo léo khoe ra không gian bếp tiện nghi. Tầng 1 có một phòng ngủ thường với diện tích là 12,6m2 với view hướng ra tiểu cảnh phía trước sân nhà. Phần diện tích còn lại thì dành cho một nhà tắm dùng chung có diện tích là 5,1m2 và một nhà vệ sinh dùng chung có diện tích 2,2m2. Tại góc vuông được tạo nên giữa hai căn phòng này thì chúng tôi đã đặt vào đây một máy giặt vừa tối ưu hóa công năng vừa tận dụng tối đa diện tích của ngôi nhà và cũng đảm bảo về vấn đề thẩm mỹ. Tiến lên khu vực tầng 2 thì tầng này có một khu vực sân chơi 13m2. Sau này, tại đây sẽ được bố trí một bộ bàn ghế để các thành viên trong gia đình có chỗ đến ngồi chơi hóng gió cùng nhau. Từ khu vực sân chơi tiến vào bên trong là không gian phòng thờ, phòng này thì có diện tích là 7,2m2.
Phần diện tích còn lại của ngôi nhà dành cho 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ thường có diện tích lần lượt là 12,6m² và 11,7m². Riêng phòng ngủ số 4 có diện tích không gian ngủ nghỉ là 13,2m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín có diện tích là 4,5m². Vị trí của 3 phòng ngủ này khá là lý tưởng. Phòng ngủ số 2 thì có cửa sổ hướng ra khu vực phía sân trước. Phòng ngủ số 3 thì có cửa đi mở ra khu vực ban công. Phòng ngủ master cũng được thiết kế 2 ô cửa sổ to để đón ánh sáng và gió trời. Tầng 2 có một nhà vệ sinh và nhà tắm dùng chung có diện tích là 4,7m². Đây là hình ảnh bốc tách mái của 2 tầng ngôi nhà này, mời quý vị xem qua. Hình ảnh bốc tách mái của ngôi nhà này chỉ có giá trị là cùng với mặt bằng công năng, giúp cho chủ đầu tư dễ dàng hình dung hơn về các không gian trong ngôi nhà của mình. Và quý vị lưu ý, đây không phải là hình ảnh nội thất của ngôi nhà. Khi đăng ký thiết kế nội thất bên công ty của chúng tôi, thì quý vị sẽ được Smart Home lên phương án thiết kế bằng những hình ảnh cụ thể trực quan với bản bốc tách vật liệu và dự toán rõ ràng. Ngôi nhà có chiều cao từ cách 00 đến đỉnh mái là 10m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 2,5m. Sau đây, Ánh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bản giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Smart Home cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của gia đình anh Hùng tại Hòa Bình, một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng bằng phong cách kiến trúc hiện đại. Nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Smart Home thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Với hệ thống chi nhánh trải dài từ Bắc đến Nam, chúng tôi thi công trên phạm vi cả nước, từ thành thị đến nông thôn, sẵn sàng đồng hành với quý vị trên mọi miền đất nước. Nếu đăng ký thi công trọn gói tại thời điểm này thì quý vị sẽ được nhận ngay một chiếc xe SH125i và được hoàn trả 100% chi phí thiết kế. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo kênh Smart Home và nhà đẹp Smart Home để không bỏ lỡ những video mới nhất cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số nhà đẹp của Smart Home tiếp theo.